Khu vực chợ rộng cả 100 m² này dưới chân cầu Thăng Long đã xuất hiện nhiều năm nay. Chợ này nằm dưới cầu thuộc khu vực quản lý của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái, đơn vị được giao quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt trên khu vực cầu Thăng Long. Hoạt động của chợ cứ ngày càng phình ra theo nhu cầu và việc buôn bán kinh doanh đã lấn chiếm hành lang an toàn cầu Thăng Long, hành lang an toàn đường sắt, và chính hộ kinh doanh cũng thừa nhận điều này. Tôi thấy ngoài này được bỏ không thì tôi ra tôi cải tạo và tôi lấp đất săn mất mặt bằng. Cái hành lang cầu sử dụng này thì tôi biết là có cái sai phạm. Ngoài việc vi phạm hành lang an toàn cầu, khu chợ tập kết nhiều đồ điện tử, máy móc công nghiệp, đồ điện gia dụng cũ hỏng hoặc đã qua sử dụng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường từ phế liệu công nghiệp trong một thời gian dài. Thế nhưng, việc xử lý vẫn như bắt cóc bỏ đĩa, đâu lại vào đấy. Theo các hộ kinh doanh ở đây, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái đã đến lập biên bản và yêu cầu di rời, nhưng về phía chính quyền xã Hải Bối lại cho rằng Hà Thái ký hợp đồng với hộ kinh doanh để khai thác đất chân cầu, xã không nắm được thông tin. Hà Thái cũng có thỉnh thoảng có đến lập biên bản, thì tôi đã biết được cái sai phạm, tôi sẽ ký và tôi xin cố gắng làm sao sớm nhất để tôi di rời. Công ty quản lý Hà Thái lại ký hợp đồng với 4 đơn vị để khai thác sử dụng đối với khu vực gần cập đó. Ủy ban nhân dân xã không biết được Công ty Hà Thái ký hợp đồng với các công ty xử lý khai thác đối với cái khu vực gần cập đó. Đấy, chính vì vậy nó mới trở thành cái việc là giữa cái sự phối hợp của Ủy ban nhân dân xã đối với Công ty Hà Thái nó cũng chưa được là được tròn trịch lắm. Có giấy phép kinh doanh tại thôn Cổ Điền, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội nên hộ kinh doanh này vẫn hoạt động. Sự việc vi phạm nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án xử lý di rời. Liên quan đến sự việc này, mới đây lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ đạo huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ và xử lý chợ đồ cũ ngang nhiên lấn chiếm và làm mất an toàn hành lang đường sắt tại cầu Thăng Long trước sự thờ ơ của chính quyền cấp dưới.